Không, thằng Bớ vô đây nói chuyện nào đâu. Thằng Bớ qua cái giò được. Bớ qua bên cái giò đi. Chứ thằng Bớ qua anh đây chuyện nào đâu. Đang ăn 4-2 mà sao đương Bớ vô được. Vậy nó đang chút nữa là mấy đá. Thế thằng nào thế. Bây giờ cho thằng Bớ bệnh không. Thôi. Chứ bây giờ thằng Bớ vô bên hồi nữa anh sao được. Ra đi. Bớ này đất khách ghê rồi, nó không dám trồng bớ đá luôn cả. Đó kìa, mò đất được chưa? Bữa đứa nào ạ? Để nó lụm con. Lụm anh đi, có gì bù vô. Con áp lên chỗ hy vọng này để cho thằng Đạt quéo nó ép này. Chứ con mà tiền đạo mà ép chi, lụm cái đây ra bớt. Đang không này đây đi. Ờ thằng Phi Cơ nó cũng rùi bu ghê trời, cái áo nó không bận đổ cái áo kia trời. Trời ơi sao? Vô đâu? Tao nãy tao quay phim cho tao không nhớ tao gỡ anh em giờ cho Phỉ chuyến cuối nó mệt lắm. Chuyến cuối lúc ra sớm lúc ra trễ chờ mối. Mày kia chạy biết đi chưa ra. Tao không có tiền đi xe buýt, xe buýt nó ra mấy chuyến rồi mà 2 chuyến rồi mà. Đó gì không có tiền xe buýt ai chở. Thì đó. Hồi nãy là nó đáng lẽ nó ra chuyến hồ ná xong là 3 giờ 4 giờ kém 2 lên đúng không? Là 10 phút sau là có chuyến xe buýt ra mà cuối cùng nó không có tiền. Nó mới ở lại. Rồi mấy ra một chuyến 5 giờ đây nữa. Chú nghỉ giờ tận trưa 5 giờ này quay phim này. Đóng cửa rồi. Không ấp. Nãy tới tiếng điệu chưa đâu mà. Cuối cùng lúc nó còn ở ngoài kia ấy. Còn ba đó. Chứ mày cầm tao bạn áo rồi đi. Phước nó hẹn qua sao đi. Nó kêu con 5 giờ 20 lên chợ nó. Ở đâu? Anh tên nhà tài thẩm. Chị đâu chở? Chị đâu chở? Chị đâu chở? Chị coi chị mấy không? Hồi nãy trước một con nằm ở trước kia. Một con biết không? Dạ chứ mình biết rồi. Thằng chỉ ba cái câu nãy trước một câu á. Nhắm ra nổ qua. Nem giờ 15. Ra ngoài. Sao kêu chè nữa.
ta đẹp chưa? Đẹp chưa? Ê, mũ cái chiếc xong ai nào biết không? Thằng Cúc ạ. Mũ mấy ông kia nè. Ừ, mũ đứa nào cầm á? Ừ. Mũ đưa khó lại đây. Cái ông cầm nó quên. Đưa ông Phạm nó cầm. Thằng này nó tông tôi luôn. Đứa nào kia vậy? Hai con sáng tập banh này. Mà sáng còn đâu có tập đâu biết. Sao mà đâu con nhảy nem giờ mười mấy à? Sáng sớm ra một chiếc ông ngủ qua luôn. Ngủ tới 7 giờ rưỡi. Nó xuất mà như đường chuyền nhau đó. Bên vô giữa đá đi, Giang ra biên đi, Giang hết sức rồi. Con ở bên nào? Giang hết sức thế anh Phạm này. Thôi Giang ơi. Giang. Dạ anh thấy anh Phạm chú này. Anh xuống đây cho anh hỏi tôi sao vậy?
Anh làm gì? Chứ giờ tấu là đi đâu đây? Học thêm đi. Hết sức rồi.